Xin chào anh em, hôm nay em giới thiệu cho anh em về bộ Nokia nhé, 6300 anh em nhé. Thằng này made in Mexico anh em này. Đó. Gồm sạc này, pin còn nguyên xin ông này. Sách này, máy này, có nghe. Hôm nay để em tiện em quay phim thì em cắm máy vào để quay cho anh em cho tiện anh em nhé. Đây này, sóng Viettel này. Ngon. Đây anh em nhé. Đấy, tham lai không không hết anh em nhé. Tất cả mới cứng hết anh em nhé. Nguyên siêu trong ni lông hết anh em nhé. Mọi người cần thì liên hệ qua Zalo em. Hết tin lôi của Viettel. Để nạp tiền, vui lòng bấm phím 1. Đấy, để kiểm tra tài khoản, bấm phím 2. Để thay đổi ngôn ngữ, bấm phím 3. Để báo mất máy, bấm phím 4. À đây, volume này. Tăng lên này nó còn to nữa. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ Happy Zone của Viettel. Để nạp tiền, vui lòng bấm phím 1. Để kiểm tra tài khoản, bấm phím 2. Để thay đổi ngôn ngữ, bấm phím 3. Để báo mất máy, bấm phím 4. Rồi, em xin cảm ơn mọi người. Liên hệ qua Zalo là 0982 830 738 anh em nhé. Em xin cảm ơn.